Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa chính thức vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cho công ty mẹ PVN giai đoạn 1. Đây là sáng kiến số trọng điểm, đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong lộ trình chuyển đổi số của Petro Việt Nam. Hệ thống này giúp cung cấp góc nhìn toàn diện, trực quan, rõ ràng hơn về tình hình hoạt động của các đơn vị trong tập đoàn, từ đó góp phần nâng cao công tác quản trị trong toàn hệ sinh thái Petro Việt Nam, hỗ trợ ban lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị trong quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Tuy có tính chất phức tạp cao, nhưng với quyết tâm hoàn thành sứ mệnh số hóa Petro Việt Nam, các đơn vị chức năng của tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đưa hệ thống đi vào vận hành với 6 phân hệ nghiệp vụ gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị và ngân quỹ dòng tiền, lập kế hoạch ngân sách và dự báo, quản lý danh mục đầu tư, hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Trong thời gian tiếp theo, Petro Việt Nam sẽ tiếp tục vận hành hệ thống ERP an toàn, ổn định, dữ liệu của hệ thống được đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sống, sạch, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản trị, đồng thời tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ, điểm yếu kỹ thuật, lỗ hổng bảo mật, triển khai ngay các biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống.